đi bộ là môn thể dục có nhiều người tham gia bởi nó đơn giản, dễ thực hiện và mang tính cộng đồng cao. Đi bộ là sự vận động của cơ thể, cơ hội để tất cả các cơ quan cùng vận động chứ không chỉ riêng đôi chân. Đi bộ làm tiêu hao năng lượng, giảm mỡ thừa, tăng sự dẻo dai và phát triển của các khối cơ, xương, khớp. Ngoài ra, đi bộ còn rất tốt cho hệ tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ, tăng khả năng lưu thông máu. Nhưng đi bộ như thế nào để đạt được hiệu quả tối đa thì không phải ai cũng biết. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu. Ngày hôm nay thì Quỳnh sẽ đưa đến cho các bạn bài tập đi bộ làm thế nào để đi bộ đạt được hiệu quả tốt, đốt cháy mỡ thừa và giảm cân, dễ dàng thực hiện với mọi lứa tuổi, đặc biệt đối với cả những người có bệnh lý. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng thực hiện nhé. 5, 6, 7 chân phải. Trước tiên chúng ta sẽ bước đều, dậm chân tại chỗ và hít thở. Tay đánh sát vào người, siết chặt bụng vào trong và hít thở đều. Sẵn sàng. Step touch, bước sang phải, 1, 2, 1, 2, một là tay chống hông, hai là chúng ta có thể đưa về sau và đưa về trước, 1, 2, 1, 2, lựa chọn dễ, mọi người có thể đặt tay chống hông. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đưa gót chân chạm mông. Giữ người thẳng, siết chặt bụng vào trong. Rất tốt, quay trở lại dậm chân tại chỗ, chân phải. Chúng ta có thể thực hiện bài tập này 15 phút mỗi ngày. Còn nhiều hơn, có thể thực hiện 15 đến 30 phút mỗi ngày để đạt được hiệu quả mong muốn. Chúng ta có thể giảm được 20% mỡ bụng trong 14 tuần liên tiếp. Một động tác khác, vừa bước đi chúng ta có thể đá chân ở phía trước. Đá thấp. Rất tốt, hít thở đều. Chú ý, luôn khuỵu nhẹ đầu gối. Rất tốt. Động tác mới, lên gối cao hơn. Gối lên cao ngang eo. Giữ thẳng lưng. Gối đưa lên cao ngang eo cho em, hít thở đều. Rất tốt. Dậm chân tại chỗ. Tập luyện ở nhà trong một không gian hẹp, chúng ta có thể lựa chọn đi lên và đi xuống. Bắt đầu 4, 3, 2 và lùi. Step touch. Kết hợp tập luyện với vùng trên. Sẵn sàng. Gót chạm mông. Lựa chọn số 1, giữ nguyên tay ở eo. Lựa chọn số 2, kết hợp tập luyện với vùng tay, bả vai và lưng. Tay đưa về phía trước, kéo về sau. 1, 2. Chân tại chỗ. Rất là dễ thực hiện phải không ạ? Tin vui cho chúng ta, khi thực hiện bài tập này từ 15 đến 30 phút mỗi ngày, có thể giảm 30% nguy cơ mắc các bệnh khác. Với những người mắc bệnh tiểu đường, huyết áp thì đi bộ như một liều thuốc giúp ổn định, ngăn ngừa và hạn chế các biến chứng liên quan về bệnh. Thật tuyệt vời phải không nào? Đi bộ đúng là một bộ môn tập luyện sức khỏe rất là tốt, vừa đơn giản mà vẫn giúp chúng ta có thể tiêu
hao được nhiều calo cùng với rất là nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe phải không quý vị? Tuy nhiên thì chúng ta cần lưu ý bộ môn này không phù hợp đối với những người bị mắc bệnh về xương khớp, đặc biệt là những người vừa mới phục hồi khỏi chấn thương, ví dụ như giãn dây chằng hay giãn nứt gãy xương, và những người có mắc chứng bệnh về mạch máu như giãn tĩnh mạch vân vân. Hơn nữa, chúng ta cần chú ý không nên thực hiện bài tập này vào gần bữa ăn chính để bảo vệ hệ tiêu hóa của chúng ta và tránh các bệnh lý về dạ dày.